Các bác là sợ máy quay à? Sợ gì đúng không? Đấy các bác nha, thì hôm nay đây mời các bác đi tham quan không khí hát xì ngày hội Háng Bỉnh của người Lạng Sơn tại công viên Hoàng Văn Thụ các bác nha. Tí nữa về vào nhà cháu chơi nhá. Cháu khả năng cháu về trước thôi. Cháu về trước nhá. À, thì mời các bác tiếp tục đi tham quan ở khu vực giữa sân. Bây giờ rất là đông người rồi. Em nắng lắm, sợ nắng à? Cổng đây rất là đông luôn, các bạn vẫn đang đứng ở ngoài hát xì.